cô gái ăn một bát cháo thần kỳ trong một nhà hàng, trên mặt cô bỗng nhiên hiện lên đầy nếp đen. Câu chuyện kinh dị xảy ra lúc nửa đêm này phải bắt đầu kể từ một nhà hàng. Đêm muộn trong một nhà hàng bình dân, một người đàn ông trung niên ngồi uống rượu trong một góc nhà hàng. Nhân viên phục vụ với dáng vẻ của một đứa trẻ con bê một đĩa tôm lên. Nhìn có vẻ đồ ăn rất ngon, khách ngay lập tức đặt đũa trên tay xuống và dùng tay bóc tôm ăn. Khách ăn sạch đĩa tôm trên bàn rồi hài lòng ngồi nghỉ ngơi, nhưng vài giây sau anh ta đã bắt đầu khó thở, mặt biến sắc, khóe môi còn có máu chảy ra rồi tắt thở, nhìn dáng vẻ vô cùng đau khổ. Một người dáng vẻ đầu bếp đi ra bình tĩnh lau vết máu trên khóe mép cho khách. Lúc nãy anh ta còn đang chết đi vậy mà đột nhiên giờ lại tràn đầy năng lượng, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn bình dân thôi, vậy mà vị khách này lại kỳ lạ lấy hết tất cả những gì quý giá trên người ra để trả tiền bữa ăn. Đầu bếp cũng vô cùng kỳ lạ, chỉ lấy từ trong ví 200 đồng rồi vứt số còn lại vào trong sọt rác. Khách ăn no vui vẻ về nhà, vẻ mặt hạnh phúc đã thu hút sự chú ý của một cặp tình nhân trẻ. Không lâu sau hai người họ đi vào trong quán ăn mà vị khách nãy vừa ăn ở đây. Đầu bếp đích thân ra đón khách và nói rằng trong quán ăn không có nhân viên phục vụ, không có menu, ăn gì đều do ông quyết định. Vĩ cảm thấy vẻ mặt hằm hằm của đầu bếp không giống với một người tốt, thái độ quá đáng của đầu bếp khiến Vĩ không vui chút nào cả. Cậu cầm tay người yêu chuẩn bị rời đi. Nhưng đầu bếp lại hỏi Vĩ có phải hay mất ngủ, uống xong nước nguội là bị đi ngoài và còn bị viêm sống vai nghiêm trọng. Thật lòng mà nói thì thanh niên nào chẳng có chút bệnh lặt vặt. Nhưng Mỹ lại rất thích thú với đầu bếp này và còn đưa tay cho đầu bếp xem đường chỉ tay. Đầu bếp nhìn một cái rồi gượng nói rằng sức khỏe cô rất tốt và khuyên cô nên ít lạm dụng đồ trang điểm đi. Nói xong ông ta đi vào làm đồ ăn. Vĩ nhục mạ đầu bếp giả bộ làm thần làm quỷ, nói rằng trong quán ăn này ngoài nước sôi để nguộc ra thì chẳng còn gì nữa cả. Nhưng khi uống được một hớp nước, Vĩ liền cảm động khóc và nói rằng mình chưa bao giờ uống nước nào mà ngon đến như vậy. Mỹ thấy bạn trao mình có chút khoa trương, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bọng mắt bạn trai biến thành màu đen, mắt không nhìn được nữa. Khi Mỹ tưởng bạn trai chết rồi thì đột nhiên Vĩ bật tỉnh dậy, sắc mặt sảng khoái, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn so với lúc trước. Đầu bếp nhanh chóng đưa món ăn đầu tiên lên, là một món ăn đơn giản nhất với ngô, chân giò hun khói và cả miếng màn thầu. Trang trí có vẻ không tệ nhưng khi Vĩ ăn thử một miếng thì cảm thấy vị vô cùng bình thường và còn thề rằng sẽ không ăn miếng thứ hai, nhưng tay không nghe sự điều khiển của chủ liền đưa đồ ăn trên đĩa bỏ vào mồm. Ăn nong cứ như bị chúng ta vậy, tự dùng tay bóp mạnh vào cổ, cả người khó chịu ngồi dưới đất quẹ quẹ nôn ra. Đầu bếp giải thích rằng đây là phản ứng vô cùng bình thường sau khi ăn. Quả nhiên trong lúc Mỹ đang gặng hỏi ý của đầu bếp thì bệnh viêm khớp vai của Vĩ đã khỏi, cả người cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi dọn bát đĩa xong, đầu bếp đặc biệt chuẩn bị cho Mỹ một bát cháo. Mỹ nửa ngờ nửa vực ăn bát cháo, không ngờ rằng trên mặt đột nhiên xuất hiện những nếp đen, có lau như thế nào cũng không hết được. Nhìn thấy mình bị mất đi sắc đẹp, Mỹ xả giận lên trên người bạn trai. Vĩ đi tìm đầu bếp tính sổ. Khi hai người chuẩn bị đánh nhau thì Mỹ đẹp dạng người bước ra từ nhà vệ sinh, mặt cũng xinh hơn trước rất nhiều. Đầu bếp giải thích rằng bát cháo đó có để thêm một chút thuốc nam, những nếp đen xuất hiện trên mặt Mỹ chỉ là bài trừ những độc tố trong cơ thể cô ra mà thôi. Những điều xảy ra trong đêm nay khiến con người ta khó mà tin được, nhưng điều này lại khiến cho Vĩ tâm phục khẩu phục. Khi nhìn thấy món ăn thứ ba là thịt luộc, Vĩ chuẩn bị vui vẻ ăn nhưng Mỹ lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nói rằng cô chưa bao giờ ăn món ăn nào mà có thể chữa bệnh được, cho là có đi nữa thì thuốc này cũng phát huy tác dụng nhanh quá mức. Nhân lúc bạn trai đang đâm đầu vào ăn, Mỹ lén lút đi vào trong nhà bếp và phát hiện ra đầu bếp để đồ vào trong món ăn, còn Vĩ cứ như quỷ vậy, càng ăn lại càng không kiềm được, kể cả khi ho ra máu cũng không dừng lại. Đầu bếp bê ra một bát canh, món ăn cuối cùng, Mỹ biết có vấn đề liền bảo đầu bếp uống xong canh rồi mới tự mình giả vờ uống. Sau đó cả đầu bếp lẫn Mỹ đều lén lút đi nhổ nước canh ra. Mỹ còn nói rằng mình nhất định phải làm sáng tỏ việc này. Sau đó Mỹ giải vờ ngất trên bàn ăn rồi đầu bếp sắp xếp cho hai người họ nghỉ lại ở phòng ngủ của quán ăn. Sau khi Vĩ bế Mỹ lên giường xong cũng ngất đi. Đầu bếp đi vào phòng muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo thì Mỹ lấy dao ra tấn công đầu bếp. Không ngờ đầu bếp đã có dự phòng trước, đánh ngất Mỹ. Thì ra mục tiêu chính của đầu bếp chính là Vĩ. Đợi khi hai người tỉnh dậy chuẩn bị trả tiền rời đi, đầu bếp bê một bát mì lên cho Vĩ. Mỹ liền nói đầu bếp không phải người tốt gì và nói cho Vĩ biết rằng nhân lúc hai người họ ngủ say, đầu bếp đã xăm lên người Vĩ. Vĩ hỏi ý định của đầu bếp là gì thì đầu bếp liền nói chỉ là mình muốn nhận Vĩ làm học trò thôi và còn nói, ông ta nấu được ngon như vậy là nhờ vào một bình tiến hóa thức ăn ngon. Dù cho món ăn đó có khó ăn đến như thế nào đi nữa, chỉ cần cho một giọt vào là món ăn đó ngon đến khó cưỡng lại được. Đã từng có người bỏ ra hơn 100 triệu để mua cách chế tạo ra thuốc này nhưng đầu bếp đã từ chối và chỉ muốn truyền lại cách chế tạo cho học trò của mình. Vĩ nghe xong hai mắt sáng lên, đầu bếp hỏi cậu có muốn trở thành học trò của ông ta hay không, nếu đồng ý thì ăn hết bát mì kia nhưng cậu ta cũng vì đó mà phải trả một cái giá đắt. Mỹ khuyên bạn trai nên tỉnh táo một chút đừng tin là lời nói của đầu bếp, nhưng dưới sức hút của tiền bạc, Vĩ đã dứt khoát bỏ người yêu và ăn bát mì đó. Những ký ức của hai người nhanh chóng bị xóa đi, những yêu thương của trước kia đều bị mất đi trong tích tắc. Vĩ trở thành người truyền nhân của đầu bếp, có thể Vĩ sẽ kiếm được rất nhiều tiền nhưng sẽ mãi mất đi người quan trọng nhất. Mỹ chia tay bạn trai và quay về cuộc sống độc thân, nhìn cô đẹp hơn trước rất nhiều. Tuy cô vẫn luôn nhớ về người yêu cũ bội bạc trước đó nhưng tin rằng trong tương lai cô sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Sau này Vĩ có trở thành một tỷ phú hay không chúng ta cũng không biết, nhưng tiền bạc quả thực có năng lực làm mê lòng người.
dù có nhiều năm tình cảm sâu đậm với nhau đi nữa cũng không thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền. Khi chưa có tiền thì người ta dùng tình cảm để đổi lấy tiền, nhưng khi có tiền rồi thì lại muốn dùng tiền để mua tình cảm, nhưng lại không hề hay biết rằng có những cơ hội một khi đã bỏ mất sẽ không bao giờ có nữa. Thôi được rồi, vừa rồi chính là nội dung của bộ phim này.